4. Nguyên tắc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý nhà nước về kinh tế. 4.1. Sự cần thiết của việc thực hiện nguyên tắc. Một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là một nền kinh tế đa sở hữu về tư liệu sản xuất. Chính sự xuất hiện của nhiều loại hình kinh tế thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tư bản, kinh tế tư nhân, đòi hỏi nhà nước phải quản lý đối với nền kinh tế bằng những biện pháp, trong đó đặc biệt phải coi trọng phương pháp quản lý bằng pháp luật trên cơ sở pháp luật. Thực tiễn quản lý nhà nước đối với nền kinh tế ở nước ta trong những năm qua cho thấy tình trạng buông lỏng kỷ luật kỷ cương, sự hữu khuynh trong việc thực hiện chức năng tổ chức giáo dục, xem nhẹ pháp chế trong hoạt động kinh tế của nhiều doanh nghiệp đã làm cho trật tự kinh tế ở nước ta có nhiều rối loạn, gây ra những tổn thất không nhỏ cho đất nước, đồng thời làm giảm sút nghiêm trọng uy tín và làm lu mờ quyền lực của nhà nước. Vì vậy, việc thực hiện nguyên tắc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một yêu cầu khách quan của quá trình quản lý kinh tế của nhà nước ta. 4.2. Yêu cầu của việc thực hiện nguyên tắc. Để thực hiện nguyên tắc trên cần phải tăng cường công tác lập pháp và tư pháp. Về lập pháp phải từng bước đưa mọi quan hệ kinh tế vào khuôn khổ pháp luật, các đạo luật phải được xây dựng đầy đủ đồng bộ, có chế tài rõ ràng chính xác và đúng mức. Về tư pháp, mọi việc phải được thực hiện nghiêm minh, từ khâu giám sát, phát hiện, điều tra, công tố đến khâu xét xử, thi hành án, không để xảy ra tình trạng có tội không bị bắt, bắt rồi không xét xử, hoặc xét xử quá nhẹ, xử rồi mà không thi hành án, hoặc thi hành án nửa vời, vân vân.